sinh vật SEA Games 31, kỳ lân châu Á, linh thú cổ xưa, bí ẩn bậc nhất thế giới. Sao la là một loài thú cổ đại được cho là bí ẩn nhất thế giới, chỉ tồn tại ở vùng rừng núi hoang sơ, nơi giáp danh giữa Việt Nam và Lào. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó trưởng phòng khoa học và hợp tác quốc tế, Vườn quốc gia Vũ Quang. Sao la lần đầu tiên được tìm thấy bởi các nhà nghiên cứu qua các dấu tích còn sót lại được cung cấp bởi một người thợ săn ở Vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh vào năm 1992. Sao la được ghi danh là một trong 50 loài động vật quý hiếm nhất thế giới, được mệnh danh là kỳ lân châu Á vì cực kỳ quý hiếm. Sao la là loài cực kỳ nhạy bén, chúng đánh hơi người rất giỏi, lại nhút nhát nên để phát hiện ra loài thú này không hề dễ dàng. Sao la sống tại các khu rừng rậm, nơi gần các con suối, chúng chỉ ăn cỏ, lá cây và có tính cách rất hiền lành. Năm 1999, kết quả nghiên cứu DNA cho thấy sao la thuộc phân họ châu bò. Loài linh thú này có tên gọi khác là bò vũ quang, Vũ Quang Ox. Chúng cao khoảng 90cm, dài khoảng 1,3m đến 1,5m và có trọng lượng khoảng 80kg đến 100kg. Một số vị trí như mũi, cổ, vai sao la đều có vòng xoáy, đuôi ngắn, có túm lông đen. Sao la có màu nâu sẫm, trên khuôn mặt có đốm trắng, cằm và cổ lẫn bốn chân cũng có vạch trắng. Cằm sừng sao la thẳng vút ra phía sau và có thể dài tới hơn 50cm. Theo một số liệu nghiên cứu năm 2012, số lượng sao la ngoài tự nhiên chỉ còn khoảng 50 con, và đến nay cũng chưa có nhà sinh vật học nào có thể hội ngộ được với sao la ngoài thiên nhiên. Những hình ảnh quý giá có được chủ yếu là do bẫy ảnh được thiết lập tại các khu rừng ở Việt Nam và Lào. Tháng 10 năm 1998, loài thú quý hiếm này được phát hiện ở Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, sao la được phát hiện 3 lần tại Huế vào năm 1998-1999 tại thị xã Hương Thủy và huyện A Lưới. Lần gần đây nhất, chúng được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 2013 ở Quảng Nam. Khi đó, tờ Người Lao Động đã ghi lại lời ông William Roby Jarrett, điều phối viên nhóm bảo tồn sao la của Ủy ban Bảo tồn Loài của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên như sau. Đây là những bức ảnh chụp loài hoang dã quan trọng nhất của châu Á, có thể là của thế giới trong 10 năm qua. Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Phó trưởng phòng khoa học và hợp tác quốc tế Vườn quốc gia Vũ Quang, sao la là vật sống quý giá cho các nhà khoa học nghiên cứu về động vật cổ đại. Trải qua hàng triệu năm, bộ gen của sao la không bị thời gian bào mòn, chúng vẫn tồn tại và thích nghi trong hoang dã đến tận ngày nay. Giữa bạt ngàn những mẫu thiết kế đại diện, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đã chọn hình ảnh sao la làm linh vật, tựa như một biểu tượng thất truyền được khai phá giữa đại ngàn Trường Sơn. Mẫu biểu tượng sao la của họa sĩ Ngô Xuân Khôi Hà Nội đã đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tác biểu trưng của SEA Games 31. Ban tổ chức SEA Games 31 muốn truyền tải đến bạn bè quốc tế những giá trị cực phẩm mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho đất nước, con người Việt Nam. Biểu tượng sao la gần gũi, thân thiện, toát lên vẻ chân thành lẫn nhanh nhẹn, linh hoạt. Linh vật này phù hợp với tinh thần thể thao lẫn thể hiện được đặc trưng của Việt Nam.